Xã duy nhất cách đây 5 năm, nhiều ý tưởng hỗ trợ học sinh, trẻ em nghèo và phụ nữ khó khăn, trong đó có mô hình mẹ đỡ đầu. Nhưng kinh phí để vận hành luôn là vấn đề đau đầu. Cái khó lo cái khôn, ý tưởng biến rác thành tiền hình thành. Rác thải có thể tái chế được các gia đình trong xã góp cho hội phụ nữ. Sau đó các chị sẽ phân loại và bán để gây quỹ. Liệu trong gia đình mình buổi sáng ngày hôm nay mang về nhà văn hóa thôn ủng hộ cho chi hội. Một tháng một lần, tiếng loa truyền thanh thông báo đến ngày gom phế liệu. Nhà nào có thì mang về nhà văn hóa thôn. Không chỉ có chị em phụ nữ mà nhiều người trong thôn đều hưởng ứng. Rất là phấn khởi vì là mọi người quan tâm và cũng nhiệt tình giúp đỡ này. Chứ không được mọi người, chị em hội viên phụ nữ nhiệt tình giúp đỡ thì làm gì có bằng này phế liệu. Các bà, các mẹ, các chị đã về đây để làm một công việc đầy ý nghĩa. Nên trên gương mặt thì ai cũng rất vui. Và quả thực với họ thì rác giờ đã không chỉ đơn thuần là tiền nữa, mà rác còn đang tiếp nối một hành trình đầy ý nghĩa khi mang đến những món quà yêu thương trao gửi tới cộng đồng. Với những hội viên bận công việc hoặc tuổi cao, không tiện mang ra điểm tập kết, sẽ có hội viên vào tận nhà xin. Từ số tiền thu được này, sẽ công khai thu chi, bình xét tặng quà phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ tâm mà ra, đây những cái bác ở đây là toàn là phụ nữ của chúng tôi, là ví dụ cũng bất chút thời gian, mặc dù công việc ở nhà cũng rất bận mải nhưng mà bất chút thời gian ra để cố gắng mình mỗi một đợt mình cũng tặng được cho ít nhất là 3 đến 4 người. Từ mô hình đầu tiên này đã được nhân rộng đến tất cả các xã, thị trấn trên toàn tỉnh. Hơn 230 hội phụ nữ cơ sở đã có gần 1.000 mô hình. Có tổng khoảng trên 3.000 trẻ có mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mà đến nay thì các cấp hội chúng tôi cũng mới giúp đỡ được có gần 900 cháu. Như vậy cái số trẻ còn cần phải giúp đỡ cũng còn rất là nhiều. Cử năm nay tốt nghiệp cấp 2, mẹ bị bệnh nặng, nhiều thời điểm em định nghỉ học. 3 năm qua, em được hỗ trợ hàng tháng và tiếp tục đến trường. Cử sẽ cố gắng vào đại học, đó là ước mơ của em. Từ những số tiền nhỏ bé góp lại đã tiếp thêm nghị lực cho nhiều cuộc đời như em.